Chúng ta thường hay nghĩ rằng ở bên dưới lòng đất thì chỉ có những cái loài sinh vật quen thuộc giống như là giun, rắn, kiến hoặc là chuột đang sinh sống ở bên dưới. Nhưng thực chất rằng ở bên dưới lòng đất có cả một cái hệ sinh vật đang cùng tồn tại và phát triển mà hầu như chúng ta chưa từng nghe qua. Và ngay chính bản thân mình đây thì cũng lần đầu tiên biết tới tụi nó luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lượt sơ qua để xem có những điều gì thú vị về chúng không nhé. Nhưng mà khoan đã, trước khi đi vô cái vấn đề chính thì cho mình xin 3 giây dành cho quảng cáo. Đó là hiện nay mình có làm về cái dịch vụ vệ sinh, bảo trì và sửa chữa về điện lạnh. Bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ cái số hotline ngay dưới đây nhé. Mình xin cảm ơn. Rồi, vào việc. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Con vật đầu tiên khi mà mình tìm hiểu mà thấy muốn sốc luôn, đó chính là con bò cạp giả. Con bò cạp mà cũng có hàng riêu với hàng pha ke nữa, thiệt là quá khó hiểu luôn. Cái con bò cạp pha ke này là lớp hình nhện, cơ thể dẹp và bầu như quả lê, và có kiềm răng giống như là bò cạp riêu. Chúng có chiều dài từ 2-8mm, loài lớn nhất có chiều dài đến 12mm. Cũng giống như bò cạp thật, sống trong lòng đất, đào tổ giống như bò cạp thật. Nhưng bò cạp giả lại không hề gây hại vì chúng không có những chiếc đuôi có nọc độc. Ngược lại, bò cạp giả mang lợi ích cho con người vì chúng ăn các ấu trùng của bướm đêm, ấu trùng kiến, mối và ruồi, giảm thiểu rủi ro xâm hại. Chúng ít được nhìn thấy vì có kích thước nhỏ và vô hại. Các bạn hãy tưởng tượng con lớn nhất chỉ có kích thước 12mm, nghĩa là chỉ hơn 1cm. Nếu chúng thật sự có nọc độc thì chắc chắn đây là nỗi ám ảnh rất lớn của bà con nông dân. Thấy chích tưởng bị kiến cắn xong rồi, về nhà nằm ngắm gà quả thân lúc nào không hay luôn đó. Tiếp theo danh sách là một con vật siêu tham ăn, vừa sống trên trời, vừa sống dưới đất. Đó chính là loài cú sống dưới lòng đất. Con vật số 2 này chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn cảm thấy bất ngờ lắm đây. Bởi vì chúng ta đã thường quen nhìn thấy những con cú bay trên bầu trời với đôi mắt to tròn, vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Thế thì con cú sống dưới lòng đất thì đã ai đã từng thấy nó chưa nè? Không như những cái loài cú thông thường khác sẽ ngủ vào ban ngày và kiếm ăn vào ban đêm. Nghe sao giống mấy anh em mày cày game quá, thức khuya để gọi là cú đêm đó nha. Thì loài cú này có tên là Athincunicularia, tên gì khó đọc quá. Sống ở bang Florida nước Mỹ này lại sống ở dưới lòng đất và kiếm ăn cả ban ngày lẫn ban đêm. Quả là một công dân cần cù chăm chỉ. Điều đặc biệt là loại này sống ở dưới hang trong lòng đất, chứ không sống trong những cái hốc cây. Mà bọn này thông minh đến mức là chúng còn thuê cả một cái biệt đội thợ hồ để xây những chiếc hang cho chúng, và chúng vào ở free. Cụ thể hơn là biệt đội sóc đất. Đây là một loài cú nhỏ nhất ở Bắc Mỹ, với màu lông đốm nâu và đôi chân dài. Thức ăn của loài động vật này như là thỏ, chuột vào thời gian cuối xuân hoặc là đầu hè. Sau đó chúng sẽ chuyển sang ăn côn trùng, chủ yếu là các loài châu chấu và bọ cánh cứng. Ngoài ra, cú đào hang còn ăn chim, động vật lưỡng cư và bò sát. Trời ơi, sao nghe tới đây mà thấy xót quá vậy trời. Đau lòng, quá đau lòng. Đứng thứ 3 trong tuyển tập này là một nhân vật bí ẩn và kinh dị. Sơn ma, kẻ ăn thịt nơi đất sâu. Màu trắng toát, toàn thân. Nửa đêm chúng sẽ bay lơ lửng trước hiên nhà bạn với một đôi mắt lạnh lẽo và u ám. Loài vật này sẽ gieo rắc nỗi khiếp sợ đến với con người. Mọi người sẽ nghĩ đây là một con sơn bị bạch tạng, nhưng thực chất chúng là loài sơn ma, Goslok. Hầu hết sơn sẽ có hai loại là có vỏ và không có vỏ. Không vỏ ở đây là do thiếu canxi, thì sơn ma chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai loại sơn thông thường này. Sơn ma có chiều dài từ 2.5-6.4cm. Thay vì có vỏ ở trên lưng thì chúng lại có một cái lớp vỏ mỏng ở dưới bụng. Chẳng biết làm gì mà ngược đời quá các bạn. Mình đã từng có clip chia sẻ về 5 loài động vật có hình thù kỳ dị, trong đó có loài rắn giun sống trong lòng đất. Thì loài sơn này cũng tương tự với rắn giun, khi mà chúng không có mắt và sống ở độ sâu 1m. Cũng đúng thôi, ở dưới lòng đất nó thui mà cần gì mắt. Chủ yếu là phát triển những cái giác quan khác thôi, chứ thị giác thì bằng không rồi đó. Tuy màu sắc có vẻ nhợt nhạt, nhưng sơn ma là một loài ăn thịt, khi sở hữu hàm răng sắc nhọn đến không ngờ. Khi phát hiện một con giun đất nào đó,
nó sẽ dùng những chiếc răng sắc lẹm của mình cắn xé và nuốt chửng. Sao nghe đến đây thấy giống sinh quỷ chứ không giống sinh ma trời. À? Mấy con sinh ma này nó có màu trắng, thói quen sống về đêm và rất hiếm gặp, cho nên chúng mới gọi là sinh ma, chứ không phải là như mình nói ở trên đâu nha, mình chém chơi cho vui thôi. Thứ tư chính là loài tê tê biết bơi trong cát. Nãy giờ mới thấy có con bạn này là dễ thương nhất nè. Mặc dù là loài sống ở trong cát, nhưng mà chúng có một cái vẻ bề ngoài vô cùng đáng yêu, bởi vì chúng có một cái lớp giáp hồng hồng và một cái cơ thể trắng muốt. Loài này có tên là Armadillo, nghe có vẻ giống như là tên một cái cầu thủ đá banh nào đó. Chính xác rồi đó, nó thuộc về đội Argentina. Đây là một loài thú có lớp mai ở trên. Lớp mai của chúng là những lớp vỏ xương cứng gắn vào lưng qua một lớp mảng lưng rất là mỏng. Các lớp mai này có cấu trúc đan vào nhau để trong trường hợp bị kẻ địch tấn công, tê tê có thể cuộn tròn người lại như một trái banh, bao bọc xung quanh bằng lớp vỏ cứng, khiến cho kẻ thù của chúng khó tiếp cận vào sâu bên trong cái lớp thịt mềm. Khác với đa phần các con vật khác sống trong lòng đất, thì tê tê được ông trời ban cho mình một cặp mắt. Ngộ nghĩnh ở chỗ là cặp mắt này rất là nhỏ, y như là chúng ta lấy cây viết lông mà chấm hai cái chấm vô vậy đó. Do sống ở trong lòng đất cho nên tê tê rất phát triển tứ chi và móng, giúp cho chúng có thể quạt cát như một kèo, cộng với chiếc đuôi của chúng nhô ra như một cái thìa, có chức năng là đánh lái, giúp cho chúng có khả năng bơi trong cát như là một vận động viên thật thụ. Bù lại, khi ở trên mặt đất thì bọn này di chuyển cực kỳ chậm chạp và lề mề do cái lớp móng vuốt cực kỳ dài và vướng víu khi di chuyển trên những cái bề mặt phẳng, khiến cho chúng dễ dàng lọt vào tầm ngắm của những chú chim săn mồi hoặc các loài động vật ăn thịt khác. Thứ năm là một con giun có chân. Con giun mà cũng có chân để làm gì trời? Không lẽ để đi bộ? Có ai đã từng thấy con giun đi bộ bao giờ chưa? Con vật bí ẩn này không phải là rắn, cũng không phải là giun, mà là loài thằn lằn Mexico thuộc giống thằn lằn giun. Đã là thằn lằn rồi mà còn thuộc họ giun. Chẳng hiểu hai con vật này có gian gian díu díu giữa nhau hay không để sinh ra một cái em bé hybrid lai này hay không nữa. Tụi này sống ở sa mạc, chúng sở hữu chân trước phẳng hoặc kết hợp với chuyển động của cơ thể để có thể di chuyển ở dưới mặt đất. Những con vật này chỉ dài khoảng 22 cm, có màu hồng nhạt do lối sống ít tiếp xúc với mặt trời và ăn côn trùng. Chúng cực kỳ khó gặp, suốt cả đời chúng trú ẩn trong hang, trừ khi bị ngập nước. Loài sinh vật này tuyệt đối không mạo hiểm thò đầu ra ngoài, mà sa mạc thì không biết khi nào mới lụt, cho nên việc gặp tụi nó là 0,000, không biết chừng nào mới gặp luôn. Trừ khi ông nào rảnh tới mức mà cầm cuốc cuốc tan nát hết nguyên cái sa mạc luôn thì họa may mới gặp được nó. Mắt của chúng nhỏ xíu, màu đen nhạt, nhìn giống như một cái chấm nhỏ được vẽ bằng đầu bút chì. Trời, hồi nãy bên cái ông tê tê kia thì vẽ bằng bút lông, ông này xuống tới cái bút chì luôn, tức là có chút ép à. Vậy thì các bạn có thể hình dung là nó nhỏ tới mức nào rồi ha. 99,99% là cái cặp mắt này chỉ để làm cảnh thôi và không hề có tác dụng gì trong thị giác. Có lẽ cũng vì cặp mắt nhìn giống như là nốt ruồi hơn là con người này mà nó còn được gọi với cái tên khác là thằn lằn nốt ruồi Mexico. Ở trong lòng đất, chúng dùng cặp chân trước chắc khỏe cần mẫn để bới đất đào hang. Hai chân sau có lẽ vì không cần thiết nên đã tiêu biến từ lâu. Và đây cũng là một loài ăn thịt nha các bạn. Chúng săn mồi là những con côn trùng và giáp xác nhỏ, cũng như là ăn các loài kiến. Có một sự thật thú vị ở đây nữa là cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được về cái cách sinh sản cũng như là di cư hay là các tập tính của chúng một cách chính xác, bởi vì cả đời chúng không cần ra khỏi hang. Nói về vùng an toàn thì phải công nhận cái loài này đứng số 2 thì không ai dám đứng nha các bạn. Đó chính là 5 cái loài động vật sống ở dưới lòng đất có cái hình thù cũng như là cái tập tính kỳ lạ mà mình đã sưu tầm được. Bạn nào còn biết loài nào hay ho thì hãy comment bên dưới để cho mình cũng như các bạn khác được biết nhé. Sẽ còn rất là nhiều điều thú vị ở những video sau. Anh em đón xem nha. Bye bye.